Sáng nay, ngày 7 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La do đồng chí Trá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tại xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trá A Của đã thông tin tới cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, báo cáo với cử tri về hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội giữa hai kỳ họp của Quốc hội. Xã Háng Đồng kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương xây dựng đề án phát triển du lịch trong khu rừng đặc dụng Tà Sùa phục vụ khách tham quan, khám phá để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quan tâm bố trí xây dựng nguồn kinh phí đáp ứng nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, cử tri xã Háng Đồng kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình giao thông, đặc biệt sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông huyết mạch từ xã Tà Sùa đến xã Háng Đồng, vì đây là đoạn đường thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở do mưa lũ, gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Xây dựng nhà công vụ cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở xã, nhà ở bán trú cho học sinh, đáp ứng nhu cầu dạy, học cho giáo viên và học sinh của nhà trường, quy hoạch rừng và bảo vệ rừng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.